Xin chào tất cả cô bác chị và các bạn. Nội dung video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cô bác chị chúng ta cái cách để chúng ta làm thế nào cho cái cây hoa hồng chúng ta nó nở đồng loạt được cô bác chị. Vừa qua thì có rất nhiều cô bác chị có hỏi là tại sao mà em cắt tỉa đồng loạt mà cây hoa của em nó vẫn không nở đồng loạt. Thì cô bác chị lưu ý là cái việc cắt tỉa đồng loạt để cho cây hoa nở đồng loạt ấy nó chỉ chiếm khoảng 50-60% thôi. Còn lại là nó phụ thuộc vào cái việc chúng ta bón phân nữa cô bác chị. Rất nhiều các anh chị chúng ta cắt tỉa đồng loạt, thế nhưng mà cắt tỉa sai nên nó vẫn cứ không nở được đồng loạt. À, các anh chị này, đấy, ví dụ như những cái cây mà nó là hoa đơn các anh chị nhá, tức là nó ra hoa đơn ấy, nó không phải là hoa chùm ấy, tức là nó chỉ ra theo kiểu một bông như vậy này các anh chị này, đấy, thì có thể làm cho nó nở lần đầu tiên lên đến tầm khoảng 90% các anh chị, còn 10% nó sẽ nở chậm hơn là 1-3 ngày các anh chị nhá. Còn những cái cây hoa chùm như vậy này các anh chị này, đấy, thì chúng ta có thể là nó những cái bông hoa ở phía dưới các anh chị, thông thường là nó có những cái bông ở đỉnh nha các anh chị, thấy chưa, là nó sẽ nở trước, thì còn những cái bông bên cạnh này nó sẽ nở chậm hơn cái bông ở đỉnh khoảng 1-3 ngày. Thì nếu cái cây hoa này của chúng ta, cái bông hoa này mà nó tồn tại được khoảng 1 tuần ấy, thì chỉ cần 3 ngày thôi, tính từ lúc nở nhá, là 3 ngày thôi là cây này nó sẽ bung hết, và 4 ngày sau ấy thì các anh chị sẽ thấy được cây này nó sẽ không còn một cái lụ, thì nó mới gọi là nở đồng loạt các bạn nhé, chứ không thể nào mà làm cho nó một lúc một trong một ngày mà nó bung hết cả một cây hoa được đâu các bạn anh chị. Nhưng vấn đề là ở chỗ này, bây giờ cái lụ ở trên đỉnh này thì bao giờ nó cũng to, nhưng vấn đề là bây giờ những cái lụ nhỏ này chúng ta cũng phải làm cho nó lở đấy các bạn chị, thì nó phải hé như vậy thì nó mới lở được. Thì cái việc hé lở như vậy nhé thì nó phụ thuộc vào vấn đề bón phân, chứ nó không phụ thuộc vào vấn đề chúng ta cắt tỉa. Những cái lụ to này nó hé rồi thì lụ nhỏ nó cũng phải hé, thì lụ to nó lở thì lụ nhỏ nó sẽ lở theo. Thì cái việc mà nó hé sớm như vậy các anh chị, hé sớm như vậy này là nó phụ thuộc vào cái vấn đề chúng ta bón phân, chứ không phụ thuộc vào chúng ta về vấn đề chúng ta cắt tỉa. Nên đừng có nghĩ là cứ cắt tỉa đồng loạt rồi hoa nó sẽ nở đồng loạt là cái tỷ lệ thành công nó thấp, nó chỉ được 50% cái thành công thôi các anh chị. Vậy thì tại sao mà cắt tỉa đồng loạt mà hoa của chúng ta nó vẫn không đâm ra được, nó không nở đồng loạt được, là do cái vấn đề là các anh chị cắt tỉa sai ở chỗ nào, tức là các anh chị không biết dừng nhát cắt ở những cái vị trí mắt ngủ mà nó có cái sự tương đồng. Bây giờ em sẽ lấy một cái ví dụ để em cho các anh chị xem cái cô anh chị đang sai ở đâu. Thông thường bây giờ các anh chị đang cắt theo kiểu là cắt cứ cắt cho nó hết hoa thôi, hết lụ hết chồi thôi, chứ không biết dừng nhát cắt. Vì vậy là cái việc mà hoa nó lở lôm côm ấy là nó là hiển nhiên các anh chị nhé. Tức là cái việc mà khi chúng ta cắt nhá các anh chị nhé. Đây em lấy ví dụ, em lấy để em tìm cái chồi nào nó dễ nhìn á. Em hướng dẫn các anh chị. Bây giờ em sẽ chỉ cho các anh chị biết là các anh chị đang cắt tỉa sai ở chỗ nào và làm thế nào, tại sao đấy chính là cái lý do mà nó làm cho cái cây hoa chúng ta nó lở không đồng loạt được. Em lấy ví dụ cây hoa của em nó tàn đúng không ạ? Thì bây giờ các anh chị nhìn này, đây cái mắt ngủ nhá. Đây. Các anh chị thấy cái mắt ngủ chưa? Đây này. Nó đỏ đỏ như vậy đúng không ạ? Các anh chị thấy chưa? Đấy, hay là lấy hẳn cái mắt trên này đi nhìn cho nó rõ. Đây đi. Đấy, các anh chị thấy chưa? Nó nhú nhú như vậy rồi. Vậy mà bây giờ các anh chị cắt một cái mắt như thế này cùng với một cái mắt ngủ, đây, phang bừa đi. Nó nằm như thế này. Nó vẫn đang nằm im thiên thiết như vậy. Còn một bên nó đã nhú đỏ rồi như vậy rồi. Các anh chị thấy chưa? Thì chắc chắn các anh chị nhá, chắc chắn cái mắt này này nó sẽ đâm chồi trước và nó sẽ ra hoa trước. Cái thằng nó vẫn đang im lìm như vậy. Nó đang ngủ im như vậy các anh chị. Thì nó sẽ gì? Nó sẽ đâm chồi sau và nó sẽ ra hoa sau. Từ cái lúc, các bạn chị biết không? Từ cái lúc mà nó nằm im như vậy nhá, đến lúc mà nó nhú được đỏ như vậy này, các bạn chị thấy cái mắt ngủ nó nhú đỏ chưa? Là mất 5 ngày. Là mất 5 ngày các bạn chị. Vậy thì cái bông này nó sẽ lở trước cái bông này 5 ngày. Các bạn chị thấy chưa? Mà nhiều các bạn chị còn cắt theo kiểu này, cắt theo một cái mắt ngủ như thế này với cùng một cái mắt ngủ như thế này. Đấy, mà các anh chị biết không? Từ một cái chỗ mà nó như thế này, nó đâm chồi ra nhá, mà nó đâm được như thế này, nó phải mất 10 ngày. Tức là gì? Mà bây giờ nó có sẵn rồi. Cái điểm cắt này nó có sẵn ở, nó nhú như vậy rồi. Thì cái bông này nó còn lở trước cái bông ở đây này 10 ngày. Vì vậy là cái cách cắt là chúng ta cắt sai. Vì vậy là các anh chị phải biết được là tất nhiên là chúng ta không soi cây to, chúng ta không soi được nhiều, nhưng mà sau này là có anh chị quen tay rồi, có anh chị cắt nó sẽ có một cái phản xạ. Tức là có anh chị viết cái đầu chồi cái là có anh chị biết là phải dừng nhát cắt ở đâu. Đấy,
thì nó mới 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 đâm ra đồng loạt được, chứ nó không nở hoa đồng loạt được, bởi vì là các chồi nó đâm ra không đồng loạt được. Đấy. Vì vậy là khi có anh chị cắt tỉa, em lấy ví dụ nếu có anh chị cắt tỉa cái mắt ngủ nó nhú hồng như vậy rồi các anh chị nhá. Đây này. Nó nhú hồng như vậy rồi thì tất cả các mắt ngủ khác nó cũng phải nhú như vậy. Thì sau này các chồi nó đâm ra nó mới không lồm cồm các anh chị. Chứ không là nó cái đâm trước cái đâm sau thì hiển nhiên là nó gì? Nó phải ra hoa trước ra hoa sau chứ. Đấy, cắt làm thế nào mà các anh chị phải biết được là nó không chồi nó đâm đều nhau thì cái tán nó sẽ đều nhau. Rất nhiều các anh chị cắt tỉa là cái bộ tán nó cái chồi nó cứ một cái vươn dài một cái vươn thấp, đúng không ạ? Tại vì là các mắt ngủ của các anh chị rừng nó không giống nhau. Vì vậy cái cây nào mà cái mắt ngủ nào mà nó đâm ra trước, nó nhận được nhiều dinh dưỡng hơn thì nó sẽ vươn dài hơn. Đấy, ví dụ như cái cây đây em có cái cây này nhá. Tất cả các cây của em các anh chị nhá. Đấy. Đấy, như cái cây đào này các anh chị thấy không? Đấy. Đây. Các chồi nó đâm ra rất đều nhau. Và nó đóng lụ giống nhau này. Các anh chị chưa? Lụ này. Đấy, khả năng to lụ nó rất giống nhau, bởi vì cái chồi nó phải đâm ra cùng một lúc thì cái lụ nó mới to cùng một lúc được các anh chị nhá. Đây, lụ này. Đấy. Cây này đấy, cây này em cái dãy này các anh chị, cái dãy này em đang ép hoa cho nó. Đấy, nó lở rồi này các anh chị này, nó hé rồi này. Từ giờ đến cuối tuần nó lở rồi. Tức là cái dãy này được đúng 30 ngày nó sẽ lở hoa. Chứ không phải là cứ cắt vào một ngày là cây hoa của chúng ta nó sẽ ra hoa cùng một ngày đâu. Cắt cùng một ngày nhưng mà cái nhát cắt ấy nó rất là quan trọng các anh chị. Và hai nó còn phụ thuộc vào cái chồi non chồi già. Đấy, cái sức đâm chồi nó cũng khác nhau các anh chị nhá. Cái chồi khỏe chồi yếu nó cũng đâm chồi khác nhau. Vì vậy là khi các anh chị cắt thì các anh chị phải lưu ý cố gắng làm sao để cắt làm thế nào để cho cái gì? Cái vị trí rừng nhát cắt này, cái mắt ngủ đấy. Đây này, cái nhú nhú này gọi là mắt ngủ này. Nó phải có một cái sự tương đồng với nhau, nó cùng thức hoặc nó cùng ngủ, chứ đừng cắt theo kiểu là một cái vẫn đỏ đỏ như vậy. Một cái nó đã nhú sẵn như vậy rồi. Thì cái không bao giờ nó ra hoa được cùng nhau đâu các anh chị. Bởi vì từ cái lúc mà đỏ đỏ như vậy này đến lúc nhú như vậy nó mất 10 ngày. Vậy thì cái bông này chắc chắn nó sẽ lở trước cái bông này 10 ngày các anh chị. Đấy, vì vậy nó tàn rồi, cái bông kia nó vẫn còn đang đóng lụ cơ. Đây em sẽ lấy một cái ví dụ một cái cây em cắt đây để em cho các anh chị thấy được cái khả năng vươn chồi hoặc là cái cắt đúng nó sẽ như thế nào các anh chị nhá. Đây em có cái cây nhung cổ đây. Đây nhá. Đây. Nó đang vươn chồi đấy các anh nhỉ. Đấy. Vậy thì cắt đúng nó là như nào? Cắt đúng tức là cái chồi này nó đâm ra được khoảng gì? 4 cm. 4 cm, 4 cm thì bốn cái bông hoa này nó sẽ lở cùng nhau. Cái chồi này đâm ra được bây giờ là nó tính ra được khoảng 5 cm thì cái chồi này nó sẽ có cái xu hướng nó lở trước cái chồi 4 cm một ngày. Đấy, các anh chị thấy chưa? Đây này. Đấy các anh chị thấy không? Đấy, chồi nó đâm ra rất rất đều nhau như vậy. Tức là cái chồi dài với cái chồi ngắn này nó lệch nhau chỉ khoảng từ 1 cho đến 2 cm thôi. Chứ nó lệch dài như thế này là hỏng này. Đây. Nó dài cái bông này nó sắp lở đến nơi, nó đóng lụ, nó sắp sửa ra hoa hoặc cái bông này nó đã đóng lụ rồi. Đấy, các anh chị thấy chưa? Tức là khi mà cắt cái mắt này nó đã thức quá nhiều rồi. Đấy, nó thức quá nhiều rồi thì nó vươn ra trước và nó sẽ ra hoa trước. Thế còn những cái thằng này thì còn chán nó mới ra hoa các anh chị. Vậy thì khi chúng ta cắt là chúng ta phải dừng cái điểm cắt này. Như này. Dừng ấy, khi các bác chị nhìn ấy là phải thấy nó có một cái hình dáng giống nhau. Đấy. Nó cùng nhú hoặc là nó cùng nằm im thì nó mới ra chồi đồng bộ. Thì những cái mắt ngủ đó nó mới cùng thức một lúc thì nó mới ra chồi được. Tức là khi bình thường những cái chồi này của em nhá, không cần phải bón phân giúp hoa ra đồng bộ thì nó cũng lở đến 90% là nó sẽ đồng bộ rồi. Bởi vì cái sức phân chồi nó giống nhau như vậy thì lụ nó sẽ đóng cùng nhau và nó sẽ lở cùng nhau các bác nhá. Đấy. Và khi mà cắt nó ra cùng nhau như vậy thì không bao giờ nó nhấp nhô. Còn nếu không là nó cứ nhấp nhô lên các bác chị, cái chồi nào nó, ví dụ cái chồi này nó ra trước này, nó ra dài rồi những cái chồi này bắt đầu nó mới bắt đầu nó nhú dậy các bác chị. Thì cái chồi này nó sẽ nhô hẳn lên, nó vươn dài hẳn lên, nó ra hoa xong rồi thì cái chồi bên dưới nó mới ra hoa các bác chị. Đấy. Đây, đây những cây sapa các bác chị. Làm gì có dạng nhấp nhô. Đây. Nụ này, nụ nó to bằng nhau rồi các bác chị này. Các bác chị thấy chưa? Đây. Đây nụ đây. Đấy, nụ to bằng nhau, hé bằng nhau như vậy. Đấy, chồi này các bác chị đây nhá. Đây chồi này. Chồi ra bằng nhau luôn này, các bác chị thấy chưa? Đấy. Như vậy thì nó mới lở được cùng một lúc được chứ. Vậy thì cái vấn đề là không bao giờ, đừng có bao giờ nghĩ là cắt tỉa một lúc nó sẽ ra một lúc nhé. Cắt tỉa một lúc nhưng nó phải ở cái vị trí nào thì nó mới ra một lúc được các bác chị. Không phải là cắt tỉa một lúc mà nó ra một lúc được đâu. Đấy. Thứ hai là nó còn phải phụ thuộc vào vấn đề bón phân. Bón phân như thế nào? Đây em lấy ví dụ nhá. Như đây em cây ngọc lũ đỉnh của em nó là bông hoa chùm này. Bón phân làm thế nào để cho gì?
cho khi đến ngày chuẩn bị nở hoa rồi là tất cả các lụa hoa nó phải hé, nó phải hé nở như vậy. Đấy, tức là hoa chùm thì thường nó sẽ lệch nhau khoảng 1 cho đến 3 ngày là nó sẽ phải nở hết. Đấy, chứ bây giờ cái bông ở giữa này nó nở, nó tàn rồi, những bông bên dưới nó vẫn còn đang chúm chúm, nó còn chưa hé thì làm sao mà nó nở đồng cùng nhau được các anh chị. Đấy, vì vậy là ở cái thời điểm mà khi cây mà chuẩn bị đóng lụ, khi cây chồi nào thì gọi là có nhiều các anh chị hỏi là thế làm thế nào để biết cái chồi nó chuẩn bị đóng lụ. Cái chồi ấy, khi các anh chị để ý là khi cái chồi nhá, để em lấy mẫu một cái cây đấy, cái chồi là như cái chồi này đi, đây cái chồi này đi, đấy các anh chị thấy không? Nó đang vươn như vậy đấy, tự nhiên các anh chị thấy cái đầu chồi này nó lại có xu hướng nó phình to ra, nó có xu hướng nó phình to ra, thì lúc đó là cây đang có xu hướng đóng lụ. Thì lúc này các anh chị sẽ gì, sẽ bón phân hoặc là phun bón lá để giúp cây phân hóa mầm hoa, tức là nó để nó tạo hoa các anh chị. Nếu có anh chị nào mà không tinh ý trong cái vấn đề mà nhìn cái đầu chồi này thì có anh chị có thể là dựa vào cái chiều dài chồi. Em ấy, thường là em sẽ chủ động cho cây ra hoa. Chủ động cho cây ra hoa tức là như nào, em sẽ dựa vào cái chiều dài chồi này các anh chị này. Ví dụ cây bạch xếp này của em nhé. Đấy, có anh chị nhìn thấy chưa? Nó rất là đều nhau như vậy, không bao giờ nó nhấp nhô lên nở hoa ra, nó nằm trên một cái vùng này rất là đẹp. Thường là ví dụ cây bạch xếp của em nhé. Đây, cái chồi là tất cả cái chồi này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 18 cm là nó đóng lụ này, các anh chị thấy chưa? Vậy thì thông thường những cái cây của em là nó vươn chồi được khoảng 10 cho đến 15 cm là em sẽ chủ động em phun hoặc em bón phân để giúp cây phân hóa mầm hoa. Tức là em chủ động để làm cho nó phân hóa mầm hoa, chứ em không quan sát cái chồi của nó. Tức là nó vẫn chưa có ý định ra hoa thì em cũng bắt nó phải ra hoa. Đấy. Vậy thì cách phân bón thì các anh chị dùng cái gì? Đây này các anh chị này, em sẽ chia sẻ cho các anh chị. Phân bón thì trong cái bộ combo mà em chia sẻ cho các anh chị nhé, thì nó có, nói về hoa ấy, nói về hoa nhé, thì nó có cái 701 này. 701 nó là gì? Kích thích ra hoa. Kích thích ra hoa tức là gì đấy? Nếu các anh chị nào mà không biết cái chồi của chúng ta nhé, như cái chồi này chẳng hạn thế đó, lấy cái chồi nào nhìn cho nó rõ. Đấy, ví dụ nó vươn chồi nhá, nó vươn chồi, những cái chồi này nó vươn ra rồi nhá, nhưng mà nó vẫn chưa ra lụ, thì hoàn toàn các anh chị có thể phun 701 là cây nó sẽ tự nó ra hoa. Nhưng mà cái chồi này, ví dụ cái chồi này của em bảo cái chồi này nó khoảng 10 cm, ok, hoặc là 15 cm, đạt rồi, đạt chiều dài rồi, và em sẽ chủ động em phun 701 để cho nó ra hoa. Nếu không phun 701 thì cái chồi này nó sẽ vươn ra được khoảng gì, bây giờ nó là 15 chẳng hạn, nó sẽ vươn ra 25 cm nó mới ra hoa đấy. Thế nhưng mà nếu phun 701 rồi thì cái chồi này nó chỉ đâm từ 15 đến 18 cm là nó sẽ ra hoa. Vậy thì cái 701 này các anh chị, nó là cái loại phân hóa mầm hoa, tức là giúp cây ra hoa các anh chị nhé. Thế còn nếu mà muốn cây nở hoa đồng loạt ấy, thì sẽ phải dùng 901 đây này, dưỡng hoa lâu tàn này, làm cho hoa nở đồng loạt. Cái việc mà giúp cây hoa của chúng ta nó nở đồng loạt được ấy, thì nó phải được cung cấp đầy đủ cái lân và kali và các vi lượng, đặc biệt là những cái thành phần vi lượng như bo. Thì trong cái đầu châu 901 này nó rất nhiều lân và kali. Vì vậy là cô với chị sẽ phun, hoặc là các anh chị có thể sử dụng những cái loại phân bón gốc có cái thành phần tương tự như vậy nhé. Phun ở cái thời điểm nào? Phun ở cái thời điểm mà khi cây của chúng ta nó đóng lụ ấy. Đấy. Tức là nó đóng lụ xong rồi, tức là nó phân hóa mầm hoa xong rồi nhá. Đây này, em lấy ví dụ nhá. Các anh chị đợi em thì đây, ví dụ như cái lụ này đi. Đấy, khi mà nó phân hóa mầm hoa xong rồi, các anh chị sẽ thấy nó có một cái lụ li ti như vậy, các anh chị thấy chưa? Thì lúc này các anh chị sẽ phun 901. Đấy, các anh chị sẽ sử dụng 901 kết hợp với Antolix này. Các anh chị phun cứ từ 5 đến 7 ngày một lần, và phun đến khi nào mà hoa, cái lụ hoa nó hé lở. Đây, cái lụ hoa nó hé lở như vậy là thôi, chúng ta thôi, không phun nữa. Thì khi các anh chị phun như vậy thì từ cái lúc mà cây nó chuẩn bị đóng lụ như vậy các anh chị nhá, à nó đóng lụ nhỏ nhỏ như vậy này, đến lúc mà cây nó chúm chím, nó chuẩn bị lở như vậy này, thì sẽ mất khoảng 2 tuần, tức là 14 đến 15 ngày các anh chị, 14 đến 15 ngày, tối đa là 15 ngày các anh chị. Thì nếu các anh chị cứ 5 ngày phun một lần thì các anh chị sẽ phun được 3 lần. Các anh chị sẽ phun được 3 lần cái 901 này. Nếu cây khỏe rồi thì các anh chị chỉ phun được kết hợp với Antolix ở cái lần đầu thôi, hoặc cùng lắm lần thứ hai thôi. Thế còn lần thứ ba các anh chị không cần phải pha thêm Antolix. À, các anh chị phun cái 901 này được khoảng 3 lần thì tất cả những phun như vậy nhá các anh chị nhá, thì tất cả những cái lụ phụ này, những cái lụ bên dưới nhá, đây cái lụ này là lụ chính này, những cái lụ bên dưới này nó cũng hé lở luôn.
Đấy thì nó mới lở cùng được, chứ không là cái lụ to này nó lở xong rồi những cái lụ bé này nó không lở đâu các anh chị. Phun nó phải hé lở được như vậy. Mặc dù là nó nhỏ, nó rất nhỏ, đáng nghĩa lụ nó phải to tướng như vậy. Đấy, nhưng nó hé lở. Nhưng mà từ lúc nó hé lở như vậy đến lúc nó lở như con chị, tức là nó vừa hé nó vừa to. Trong quá trình hoa nó lở nó vẫn cái lụ nó vẫn to ra được các anh chị nhá. Cánh hoa nó vẫn phát triển bình thường. Đấy vì vậy là nó hé như vậy rồi. Nhưng mà nó phải to được đến như thế này nó sẽ lở. Thế nhưng mà trong cái quá trình hé như vậy thì cái cánh hoa nó nhanh bung, nó vừa to hoa. Thì nó sẽ gì? Nó sẽ ra giống nhau. Cái chùm này của em nhé các anh chị nhá, nó cũng mặc dù là nhìn nó như vậy thôi nhưng nó lở cùng nắm lệch nhau được khoảng từ 2 cho đến 3 ngày bởi vì nó quá nhiều lụ như vậy. Vậy thì nếu mà cái chùm này mà nó tồn tại được khoảng 1 tuần nhé thì đến ngày thứ 3 là các anh chị sẽ thấy tất cả những cái bông hoa trên cái chùm này nó sẽ lở hết. Vậy thì cái đấy hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh chị cái cách để chúng ta gì? Làm thế nào để cho cái cây hoa của chúng ta nó lở đồng loạt được. Thì nó còn phụ thuộc vào vấn đề cắt tỉa này, vấn đề bón phân, chứ không phải là cắt tỉa cùng một ngày mà nó sẽ ra hoa cùng một ngày đâu. Cắt tỉa cùng một ngày nhưng mà chúng ta cắt tỉa sai nó cũng không ra hoa được cùng một ngày. Và chúng ta không biết bón phân gì để cho hoa nó ra hoa đồng loạt được. Đấy, thì nó cũng sẽ không ra hoa đồng loạt được các anh chị nhé. Video hôm nay thì em xin phép dừng lại đây thôi. Có anh chị cần hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc hoặc là phân thuốc, các anh chị có thể liên hệ với em qua cái số Zalo trên màn hình nhé. Em sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Xin chào tất cả các anh chị nhé.